học sinh lớp 12 đến với kênh Cô Trong Dạy Lý Pro. Chúng ta sẽ tiếp tục với một cái bài của ta, đó chính là bài số 4, giao động tác dụng và giao động cực bức. Và cái bài giao động tác dụng và giao động cực bức này có rất nhiều câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia của các bạn. Và những câu nó sẽ xoay quanh những vấn đề gì? Ví dụ như là thế nào là định nghĩa về một cái giao động tác dụng, rồi cái hiện tượng như thế nào là giao động cưỡng bức, như thế nào là hiện tượng gì, cộng hưởng. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cái mục số 1 của chúng ta, đó chính là giao động tác dụng. Ok, và làm thế nào để bù đắp được cái phần năng lượng mà giao động bị co thắt, bị mất đi, chúng ta sẽ có được là giao động duy trì và giao động cưỡng bức. Và một cái hiện tượng khi mà ca, một hiện tượng rất là lạ, đó là ca sĩ có thể hát, hét lên, hát lên mà vỡ được cái ly, đó chính là hiện tượng gì? Cộng hưởng ha. Và rất nhiều cái ứng dụng trong gì? Thực tế. Chúng ta sẽ cùng cô trong Dạy Lý Pro tiếp tục với tìm phần tìm hiểu để các bạn có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề mình và có thể thuộc lý thuyết một cách gì dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ đi vào cái mục số 1, giao động tác dụng là gì? Một, đó là giao động tác dụng. Giao động tác dụng là gì? Như vậy thì chúng ta sẽ định nghĩa về giao động tác dụng. Các bạn đã khảo sát về hai cái giao động của con lắc lò xo và con lắc đơn. Chúng ta sẽ thấy quả lắc lăn qua lắc lại và con lắc lò xo sẽ dao động quanh hai vị trí cố định, đó là biên từ trừ a cho đến gì, đến a, dao động điều gì, điều hòa, nếu bỏ qua gì, ma sát. Nhưng mà nếu như mà có ma sát lực cản của môi trường thì các bạn sẽ thấy là con lắc nó sẽ dao động trong một cái thời gian nào đó, nó sẽ bị không dao động nữa, hoặc là dao động cái chu kỳ nó không còn bằng là cái chu kỳ ban đầu nữa. Thì dao động mà có biên độ giảm dần theo thời gian thì người ta gọi đó là dao động tắt dần. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. Độ giảm dần theo thời gian là như thế nào? Thì ở đâu các bạn có một cái công thức về năng lượng của chúng ta là cơ nặng năng lượng chúng ta sẽ bằng là 1/2 k nhân gì? Bình phương. Như vậy thì lúc đầu dao động của chúng ta sẽ có một biên độ, nó là dao động của một hình sin. Thì một chút nữa các bạn sẽ thấy rằng là gì? Nó sẽ bị giảm dần, sau những cái chu kỳ sau này nó sẽ bị giảm dần. Và đến một lúc các bạn sẽ thấy rằng là gì? Biên độ nó sẽ giảm như thế này theo thời gian. Thì cái biên độ đã giảm dần theo thời gian thì dao động đó người ta gọi là dao động tác dụng. Và vì sao lại biên độ có thể giảm? Bởi vì trong quá trình dao động thì năng lượng dao động của con lắc đã chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác, ví dụ nhiệt chẳng hạn. Thì lúc đó khi năng lượng chuyển hóa mất đi, tức là cơ năng của nó sẽ bị giảm và năng lượng của nó sẽ bị giảm. Đó chính là cái phần là giải thích. Tại sao lại có cái dao động tác dụng? Vì sao? Vì cái phần năng lượng nó đã bị, trong quá trình dao động nó đã bị chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác. Ví dụ như là nhiên chẳng hạn, và do lực cản của không khí chuyển hóa thành một dạng cái năng lượng khác. Là nóng cái con lắc lên chẳng hạn. Và ứng dụng của dao động tác dần nó sẽ có những cái là có lợi và những con có hại. Ví dụ như là dao động nó còn không có lên lại được cái biên độ như cũ nữa, thì nó sẽ giống như là quả lắc sẽ dừng không lắc nữa, hay là cái lò xo nó dừng lại, nó không dao động nữa. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái lợi của nó, người ta ứng dụng của nó để làm một số việc. Chúng ta mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ đến với cái phần đó chính là ứng dụng.
Và chúng ta sẽ quan sát một số cái video của cô đã làm ở với những cái việc ứng dụng của cái dao động gì. Tắt vô. Xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng xem video. Đây chính là một cái ứng dụng của hiện tượng dao động tắt dần, và đây chính là cánh cửa mở tự động. Và đây chính là một số cái bộ phận giảm sóc trong xe máy. Cấu tạo giảm sóc nè, các bạn nhìn nè, đó là một số cái cấu tạo. Đây chính là cái nguyên lý hoạt động của bộ giảm sóc. Các bạn quan sát siêu giảm tốc cho ô tô, các bạn sẽ thấy rằng là cái thiết bị này, các bạn nhìn xe ô tô đi, nó đi êm cực kỳ luôn. Rất là hiện đại, là nhờ cái bộ giảm sốc, và người ta thông minh gắn cho bốn cái bộ giảm sốc thiết bị là điện thủy lực. Và để giữ cho cái biên độ của dao động không đổi nhưng không làm ảnh hưởng đến chu kỳ của hệ, chúng ta sẽ đến với một cái dao động, đó chính là dao động duy trì. Dao động duy trì. Là giữ cho biên độ không đổi. Tức là biên độ là giảm không em? Bây giờ bằng cách nào đó mà chúng ta có thể là gì? Giữ cho biên độ không đổi nhưng mà gì? Không làm ảnh hưởng đến chu kỳ riêng của hệ. Như vậy chu kỳ riêng là cái gì? Như vậy một số bạn sẽ thắc mắc như vậy. Với nhà cửa hoặc máy móc, hoặc là một cái thiết bị nào đó, hoặc là con lắc lò xo, hoặc là con hát đơn, thì nó sẽ có một cái chu kỳ riêng của nó, riêng của bản thân nó các bạn nha. Cô ví dụ như là chu kỳ của con hát đơn lò xo là T thì bằng 2pi căn của M trên K. Thì chu kỳ này là người ta gọi là chu kỳ riêng của hệ, đó là con hát lò xo. Chu kỳ của con hát đơn đó là 2pi căn của L chia G, và đây cũng gọi là chu kỳ riêng của con mắt đơn, và nó phụ thuộc vào chiều dài của con mắt và gia tốc trọng trường. Và ở trên này chúng ta cũng phụ thuộc vào M K, như vậy phụ thuộc vào cấu tạo của con mắt, đó là chu kỳ riêng. Như vậy bây giờ muốn giữ cho biên độ nó không tắt dần, nó giữ cố định, nhưng có một điều hãy lưu ý là gì? Anh có dự kiểu gì nhưng mà anh phải đảm bảo một điều kiện là không làm thay đổi chu kỳ riêng của hệ, không làm thay đổi được các cái giá trị của hệ này. Được chưa các em? Thì cái dao động như vậy người ta gọi nó là dao động duy trì. Như vậy các em có thể ghi cho cô là dao động duy trì là dao động mà giữ cho biên độ không gì, không đổi, giữ cho biên độ dao động không đổi nhưng không làm thay đổi chu kỳ riêng của hệ. Chúng ta sẽ lấy một ví dụ, đó chính là dao động của con lắc đồng hồ, chính là một dao động duy trì. Và chúng ta sẽ đến với một số cái video mà chúng ta tìm hiểu về làm thế nào được có thể là bù đắp cái phần năng lượng mà nó mất đi do ma sát, bằng cách là gì? Lên đi một số cái cách sau đây để có thể thực hiện dao động duy trì mà không làm thay đổi chu kỳ riêng của hệ. Xin mời tất cả các em. Và dao động của con lắc đồng hồ là một dao động duy trì. Và
và ở đây dao động của chiếc nôi điện cũng là một dao động duy trì. Và chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Có một số cái đồng hồ, quả lắc đồng hồ có thể là duy trì bằng cách bù đắp năng lượng cho nó bằng cách lên dây có. Hoặc là hiện nay chúng ta đã thấy là các cái đồng hồ chúng ta đã dùng gì? Pin điện tử. Và chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Có một cái cách nữa mà có thể làm giữ cho biên độ dao động không đổi nữa, đó chính là một cái dao động cưỡng bức. Và dao động cưỡng bức là gì? Chúng ta sẽ đi qua cái mục số 3. Dao động cưỡng bức. Cũng giữ cho biên độ không đổi, cũng giữ cho biên độ không đổi bằng cách là tác dụng ngoại lực, là dao động giữ cho biên độ không đổi bằng cách tác dụng ngoại lực cưỡng bức. Ngoại lực một lực, cưỡng bức dao động tuần hoàn, ép cưỡng bức sẽ bằng biên độ A là F0 nhân cos của omega. Omega của này các bạn là cưỡng bức nhân T cộng cho phi. Và đặc điểm của dao động cưỡng bức là nó cũng làm gì? Giữ cho biên độ không đổi, nhưng mà phải tác dụng gì? Ngoại lực. Như vậy thì đặc điểm của dao động cưỡng bức đó là gì? Đặc điểm là gì? Là biên độ của dao động cưỡng bức không đổi và tần số của lực cưỡng, tần số của dao động cưỡng bức bằng với tần số của lực cưỡng bức, tần số của dao động cưỡng bức bằng với tần số của lực cưỡng bức. Cô nhắc lại, biên độ là không đổi nhưng tần số của nó là bằng với tần số của lực cưỡng gì? Cưỡng bức. Và biên độ của dao động cưỡng bức không những là phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực mà còn phụ thuộc vào độ chênh lệch của tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ. Dao động cưỡng bức có biên độ không những
độ chênh lệch của tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ. Cái độ chênh lệch này càng nhỏ thì biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn. Như vậy đặc điểm là biến độ không đổi và tần số thì bằng tần số với ngoại lực tác dụng. Nhưng mà gì? Cái biến độ của dao động cưỡng bức này này, của cái dao động cưỡng bức này này, nó sẽ gì? Không những phụ thuộc vào biến độ của ngoại lực này mà nó còn phụ thuộc vào độ chênh lệch của ngoại lực cưỡng bức và tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ. Nếu cái độ chênh lệch này càng nhỏ thì dẫn đến biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn. Và chúng ta sẽ đến với một số cái ví dụ về dao động xe dừng lại đón khách mà xe không tắt máy, thì các bạn sẽ thấy là thân xe cảm giác như thân xe nó rung, nó dao động, đó chính là dao động cưỡng bức. Và đó là sự chuyển động của piston trong cái thân của máy nổ, mà nó chính là một cái dao động cưỡng. Mà độ chênh lệch này càng nhỏ, tần số của lực cưỡng bức bằng với tần số riêng của hệ, thì chúng ta sẽ có một cái hiện tượng, đó chính là hiện tượng biên độ của lực cưỡng bức này nó sẽ đạt đến một giá trị lớn nhất và lúc đó nó sẽ không đổi. Và khi xảy ra cái điều này, tần số này bằng tần số liên quan này, thì xảy ra một cái hiện tượng, đó chính là hiện tượng cộng hưởng. Và hiện tượng cộng hưởng này, các em có thể nói đây chính là một hiện tượng cộng hưởng cơ. Và sau này các bạn sẽ đi tới một cái hiện tượng cộng hưởng nữa, đó là cộng hưởng gì? Điện. Nhưng mà mình hiểu rằng là gì? Tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng với tần số riêng của gì? Của hệ. Cứ lấy một ví dụ như là cô dạy môn vật lý. Nếu các bạn muốn học giỏi môn vật lý thì chắc chắn rằng cô phải làm thế nào đó để bạn có thể là gì? Tần số riêng là các bạn. Cô là ngoại lực tác dụng. Như vậy tác dụng như thế nào đó để các bạn có thể là gì? Hiểu được các bạn nhu cầu là bạn học môn vật lý, bạn thiếu cái gì, bạn không biết cái gì, bạn yếu cái gì. Như vậy thì yếu cái gì mình bổ sung cái đó. Và khi nào các bạn hiểu được những điều của cô nói, tức là gì? Tần số ngoại lực cưỡng bức của cô đã bằng tần số riêng của các bạn, và khi đó là biên độ nó sẽ dao động gì? Cực lớn. Như vậy chỉ có một cách duy nhất để các bạn học tốt môn vật lý là gì? Là yêu cô giáo vật lý và yêu những bài giảng của cô và hiểu được những tâm huyết của cô. Và chúng ta sẽ cố gắng để chinh phục cái môn vật lý. Lúc đó là biên độ dao động sẽ đạt giá trị lớn nhất và nó sẽ không đổi, và hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Chúng ta sẽ đến với chúng ta quan sát một cái hệ gồm có 3 con lắc được dây treo, cùng dây treo và cùng một khối lượng vật nặng. Và ở đây 3 con lắc thì chúng ta sẽ thấy rằng có 3 chu kỳ riêng của hệ. Và ở đây chúng ta có một con lắc để tác dụng ngoại lực và có chiều dài bằng với chiều dài của con lắc thứ nhất này. Thì các bạn quan sát sau khi mà tác dụng ngoại lực, tức là ngoại lực ở đây là ngoại lực cưỡng bức, thì vật ở đây sẽ hệ này sẽ dao động cưỡng bức. Và quan sát 3 con lắc này xem là con lắc nào sẽ dao động mạnh hơn và vì sao. Ta sẽ thấy con lắc thứ nhất dao động rất mạnh. Để hiểu được vấn đề này kỹ hơn, chúng ta sẽ bước vào một cái mục tiếp theo của bài này, đó chính là hiện tượng cộng hưởng. Đó là
mục số 4, hiện tượng cộng hưởng. Cộng hưởng. Chúng ta cũng rất dễ dàng định nghĩa cái hiện tượng cộng hưởng. Đó là hiện tượng tần số có dao động lượng mức bằng với tần số riêng của gì? Của hệ. Và hiện tượng cộng hưởng tức là gì? Tần số dao động lượng mức bằng với gì? Tần số dao động riêng của hệ. F lượng mức bằng với F gì? F0. Và hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng gì? Cộng hưởng. Và biên độ sẽ dao động cực lớn. Và trong môi trường mà cần càng ít ma sát thì cái biên độ của hiện tượng cộng hưởng này càng xảy ra rõ ràng hơn. Và gì? Biên độ sẽ càng lớn hơn. Và chúng ta sẽ thấy một số cái ứng dụng trong thực tế về cái hiện tượng cộng hưởng của chúng ta. Hay lắm các bạn ơi, nếu như mà không tính tới cái độ cộng hưởng này, lúc nào người ta xây dựng nhà cửa rồi người ta làm một số cái công trình lớn thì người ta luôn luôn tính tới là cái tần số riêng của ngôi nhà ha. Đừng có để cho cái tần số dao động của bên ngoài tác động mà bằng với tần số đó thì nó dao động rất là mạnh. Mà khi dao động mạnh như vậy thì biên độ nó lớn quá thì nó sẽ bị đổ ha. Và nhất là ở những các nước mà nó như là những cái nước mà hay xảy ra động đất, đất chẳng hạn các bạn. Nước mình thì ít hơn ha. Nhưng vậy thì ở Nhật Bản hay một số nước hay gây ra động đất thì các bạn sẽ thấy một hiện tượng là người ta luôn luôn làm trên các ngôi nhà, mua những cái tầng nhà mà cao tầng, những tầng nhà lớn là người ta sẽ có một cái bộ phận ứng dụng của cái hiện tượng cộng hưởng này. Xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ đến với cái video ứng dụng của cô về cái hiện tượng cộng hưởng. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện về hiện tượng cộng hưởng mà có hại. Đó là khi một đoàn quân đi qua cây cầu lớn ở trên sông Neva của Nga. Họ đi điều bước 1212 và đã có xảy ra hiện tượng gãy cầu. Và ứng dụng, một số cái ứng dụng mà đem lại lợi ích hiện tượng cộng hưởng, đó là hộp đàn violon hay là hộp đàn cộng hưởng của đàn guitar. Thùng đàn mà càng tốt thì tiếng đàn nó sẽ càng hay. Và chúng ta sẽ đến với một dòng hét của một anh này đã hét và làm vỡ ly. Một cái vấn đề trong thực tế của chúng ta đó là xảy ra hàng ngày hàng giờ, đó chính là các bạn cũng thấy là gì, đó chính là các cái dao động cứng bức và cái dao động gì đắt dần ha. Và để khắc phục nó chúng ta có những cách là ví dụ như chúng ta sẽ giữ cho biên độ nó không đổi bằng cách là chúng ta cung cấp năng lượng cho nó, hoặc là chúng ta sẽ tác dụng ngoại lực gì cứng bức. Và trong các đề thi của các bạn cô thường hay thấy xuất hiện đó chính là cái dao động cứng bức này các bạn ha. Người ta sẽ hỏi rằng là gì, cái biên độ dao động, cái tần số của lực cứng bức tần số của dao động cứng bức lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng tần số của ngoại lực, thì các bạn phải hiểu rằng là tần số của dao động cứng bức chính là bằng tần số của ngoại lực cứng bức. Và biên độ của nó không những phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cứng bức này mà nó còn phụ thuộc vào cái độ chênh lệch. Độ chênh lệch là cái hiệu chênh lệch mà càng nhỏ càng rút ngắn càng nhanh. Và cách tức là như thế này, chỉ có một cách duy nhất để có thể là gì thay đổi và cái độ chênh lệch giữa học sinh ở thành phố và nông thôn, đó chính là mạng internet và gì YouTube. Nếu các bạn thấy hay thì hãy gì like và share, ủng hộ cho kênh YouTube của cô ngày càng gì phát triển hơn, để giúp các bạn là gì ngang bằng giữa học sinh gì thành phố và học sinh gì nông thôn, rút ngắn khoảng cách và chinh phục môn vật lý. Ok, và chúng ta sẽ thấy rằng khi mà gì tần số bằng với tần số riêng này thì dẫn đến một hiện tượng, đó là hiện tượng cộng
cộng hưởng. Ok, xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với một cái dao động, đó chính là tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, và cô sẽ giúp cho các bạn giải cái bài tập trắc nghiệm rất là nhanh trong cái video tiếp theo của chúng ta. Đó chính là phương pháp gì đây? Bấm máy tính để gì? Tổng hợp hai dao động điều hòa. Ok, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hãy like và đăng ký kênh để tiện theo dõi một số cái video mới nhất mà cô đã vừa đăng.